thôi. Sau khi mình trả ra rồi mình làm bố luôn, bố con càng bố nó sắt nó xo đầy hết nè. Giờ mình đắp vào cho mình test cho anh em xem sự khác biệt. Mình test cái nồi phun trà neo này. Xe này 2.7 luôn con. 2.8 FPI hả? Không FPI. Ủa nhớ 2.7 cái này cho tơi. Chạy 8 mấy ngàn cây. Số này nhẹ nhàng nha. Nồi là hết dòng luôn. Mình test cái nồi bốc cho anh em xem nha. Quay luôn. Chú xe kêu bốc thử cảm nhận cái nồi bốc thôi. Với chạy hàng ngày anh em đừng bốc hoài nha. Rồi vậy thôi chứ còn sao nữa. 8 mấy ngàn cây à. Bền quá. Anh em đã xem cái clip nha.